quý. Về phía Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lễ thượng cờ bắt đầu. Lễ thượng cờ nước Brunei Darussalam. The team welcome ceremony of Brunei. Và thật là tự tin vì đây là sân chủ nhà của mình. Mình hãy thể hiện hết khả năng và những gì mà mình đã tập luyện để mình có thể giành được những cái mục tiêu cao nhất và những cái ước mơ mà mình đã đặt ra. Đầu tiên mà em được tham dự lễ thượng cờ thì thấy rất là vinh dự. Nếu mà tổ chức ở sân nhà thì em cảm thấy tự tin hơn. Và mục tiêu của em thì khi mà lên sân thì sẽ cố gắng hết mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là 11 lá cờ của 11 quốc gia tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực đã chính thức tung bay trên bầu trời Hà Nội. Lễ thượng cờ được tổ chức thể hiện sự có mặt của các quốc gia chào đón các đoàn thể thao đến với SEA Games 31 và khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên. Sự kiện cũng góp phần thể hiện văn hóa, bản sắc và con người Việt Nam, mang lại một trải nghiệm đáng nhớ đến các vận động viên khi tham dự đại hội. SEA Games 31 đang diễn ra tại Việt Nam đến ngày 23 tháng 5 với gần 40 bộ môn, hơn 500 nội dung thi đấu và sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ tối mai ngày 12 tháng 5 tại sân vận động Mỹ Đình.